Thí sinh thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đợt 1 với buổi thi tổ hợp khoa học tự nhiên, tổ hợp khoa học xã hội và môn ngoại ngữ trong sáng và chiều nay ngày 8 tháng 7. Về tình hình phòng chống dịch tại điểm thi, lực lượng an ninh công an, cán bộ coi thi, quản lý điểm thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ vững an toàn cho thí sinh, giảm nguy cơ xuống mức thấp nhất. Sáng ngày 8 tháng 7, tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, lực lượng công an đảm bảo trật tự, an toàn cho thí sinh khi rào chắn không cho xe lưu thông trên đường Nguyễn Khắc Nhu, đoạn từ đường Cô Bắc đến đường Cô Giang. Yêu cầu phòng dịch ngày thứ hai được kiểm soát chặt hơn. Các nhân viên thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho thí sinh đều trang bị đồ bảo hộ. Khai báo y tế của thí sinh được thực hiện trước ở nhà. Trong trường, liên tục nhắc nhở các em tuân thủ giãn cách. Sau khi hoàn tất bài thi, thí sinh được phân chia về theo từng nhóm nhỏ, có thầy cô giáo túc trực trước cổng nhắc nhở tiếp tục việc giãn cách. Chiều ngày 8 tháng 7, tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thí sinh tuân thủ di chuyển tuần tự, giãn cách theo 4 luồng. Phòng thi với cửa sổ được mở cho thoáng khí, có thí sinh trang bị găng tay để bảo vệ kỹ hơn. Cô Bùi Thị Bảo Ngọc, Phó trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong cho biết, sau khi thi xong, trường sẽ khử khuẩn theo quy định của y tế. Về độ khó dễ đối với các bài tổ hợp và môn ngoại ngữ, thí sinh thành phố Hồ Chí Minh thăng khó với đề thi hai môn sinh học và lịch sử. Có thí sinh đánh giá cả ba môn trong tổ hợp khoa học tự nhiên năm nay không dễ làm. Đó có thể là những môn giúp phân loại ra những thí sinh giỏi, có thực lực. Với môn ngoại ngữ, đề khá dễ, các em có thể đạt trên 9 điểm. Theo em đánh giá thì cái đề lý hóa sinh hôm nay nó khó hơn một tí so với đề toán hôm qua. Trên tổng 120 câu em nghĩ em chỉ khoảng 80-90 câu. Em thấy ba môn hôm nay coi bộ nó chết hơn hôm qua nhiều lắm chị ơi. Hôm qua em làm được, rồi hôm nay môn sinh nó kỳ quá, em đọc đề em có học mà nó kỳ quá chị, em không biết làm luôn á, giờ không biết sao. Môn sử thì nó nhiều dự sự kiện quá, em cũng hơi khó. Còn môn địa thì cũng tương đối. Nói chung là em cũng thấy khỏe, thi xong hết 5 môn rồi em thấy cũng khỏe. Tiếng Anh thì cũng nhẹ nhàng nên là em thấy cũng ok. Đề Anh năm nay là dễ đối với em. Em nghĩ là em trên 9. Dạ, em thấy phần thi ngoại ngữ khá là dễ. Em nghĩ là chắc em phải được khoảng từ 94 cho đến 98. Sau khi kết thúc xong các môn, các em thí sinh chia sẻ, mặc dù thi cử trong thời điểm khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng bản thân đã tin tưởng vào công tác chống dịch của các ban ngành, cố gắng làm bài hết sức mình, giờ đây đã có thể thư giãn nghỉ ngơi. Các bạn cũng không quên gửi lời nhắn nhủ, động viên, truyền lửa cho các thí sinh thi trong đợt 2. Các em phải theo dõi thông tin thường xuyên trên website của trường cũng như là thông tin truyền thông để nắm được chính xác về thời gian tổ chức thi đợt 2 khi bộ đã công bố. Nhà trường cũng sẽ nhắn tin liền đến cho phụ huynh và học sinh khi có cái thông tin từ bộ để phụ huynh và học sinh nắm. Ngoài ra là trong thời gian chờ đợi này thì các em học sinh nên giữ sức khỏe, vẫn tiếp tục ôn bài để kiến thức của mình không có bị ảnh hưởng, cũng như là giữ vững tinh thần thật là tốt để mình có thể thi được đợt 2 thật là tốt, kết quả tốt nha. Chúc mấy bạn thi đợt 2 là luôn minh mẫn sáng suốt là đâu được đó. Chứ bạn đặt nhiều may mắn là đầu vào vòng 1. Trước hết là chúc các bạn sức khỏe, ráng giữ gìn sức khỏe thật tốt để không ảnh hưởng tới bản thân và gia đình. Và chúc các bạn bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Mấy bạn thí sinh thi đợt 2, tôi chúc mấy bạn thi thiệt là tốt, điểm thật là cao với lại đậu nguyện vọng. Mấy bạn đừng có áp lực gì với bạn thi đợt 2 nha. Tại vì thi đợt 2 mấy bạn sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn từ mấy bạn đợt 1. Thì mấy bạn nhớ là vô trọng, mấy bạn phải bình tĩnh, tự tin với bạn làm mới được nha, giống tôi nè.